Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường ở vùng ngoại ô thành phố Hồ Chí Minh, mà ở đó mọi người đều hài lòng với sự bình thường và sống với nó. Năm 19 tuổi, tôi vẫn nghĩ rằng mình sẽ trở thành một đạo diễn. Năm 19 tuổi, tôi đã phải chật vật biết bao với cái thứ gọi là tương lai. Năm 19 tuổi, tôi đã mãi mất đi một người mà tôi yêu thương nhất trên đời này. Tôi đã chẳng thể nào nghĩ đến một ngày tôi được đi xa đến thế. Xa khỏi gia đình tôi, xa khỏi chiếc hộp mà ngày ngày tôi đều mong thét khỏi nó. Ít ra, tôi cũng có được một thứ mà mình luôn luôn khao khát. Sự tự do. Đã có bao giờ bạn cảm thấy cô đơn và lạc lõng đến nỗi bạn thậm chí không thể khóc? Đã có bao giờ bạn mong muốn bỏ đi nhưng lại không biết đi đâu? Có bao giờ bạn ước xóa sạch được quá khứ và làm lại từ đầu? 20 tuổi, tôi đã hiểu cảm giác vào đời là như thế nào. Tôi tự hỏi, nước mắt có bao giờ cạn? Nỗi buồn có thể giết chết một ai đó không? Sẽ ra sao nếu như tôi đã ở lại? Sẽ ra sao nếu như tôi cứ chấp nhận cái số phận của một kẻ lạc loài ở một nơi mà ngày ngày tôi phải cố ngụy trang che giấu? Có phải tất cả những thứ tồi tệ xảy đến đều là lỗi của tôi? Sống. Tôi tự hỏi, chết có phải là hết? Hết đau, hết buồn, thôi phải suy nghĩ. Hay chính cái chết lại là một dạng khác của nỗi đau? Anh đã từng nói rằng, phép màu không đến từ bà tiên hay ông bụt, mà đến từ những yêu thương xung quanh ta. Những ai đi ngang đời tôi rồi cũng sẽ chỉ là người xa lạ nếu như tôi cứ khóa chặt trái tim mình lại. Sẽ chẳng có ai bước chân vào cuộc đời tôi nếu tôi cứ khép kín cánh cửa của lòng mình. Và chuyến đi của tôi đã bắt đầu như thế. Đôi khi nghe chúng ta mệt nhoài, và khi niềm tin dường như đã mất, rồi nhận ra trong thoáng qua, chợt nhìn lại thời gian trôi đã quá xa. Trong từng đêm qua, mau ta phải quên bao ưu sầu, ta chẳng cần lo bao nghi ngờ, gian dối, khổ đau, chung quanh ta còn đầy những phép màu. Safe from above when I'm down on my luck. There you are to pick me up, yup. Got me smiling, time to let some light in. When it's come to you, my dear, nothing but love. Khiến tôi trân trọng hơn những gì mình đang có. Thời gian cho tôi biết ai tôi nên giữ lại và ai tôi nên buông tay. Tôi thôi không cần trách cứ cuộc đời sao đổ bất công. Thôi cố đi ngược lại quá khứ và thôi hỏi những câu vô nghĩa. Bởi tôi đã học được rằng mỗi mảnh nhỏ trong cuộc sống này, tại nơi đó, tại thời điểm đó, đều không hề vui.
có thể không là lúc này. Rồi một lúc nào đó tôi sẽ có câu trả lời cho những câu hỏi của mình. Một lúc nào đó nhìn lại, tôi sẽ thấy mình đã từng trẻ con khờ dại ra sao. Một lúc nào đó nhìn lại, tôi sẽ rất cảm ơn những gì đã xảy đến với tôi, những con người đã đi ngang qua đời tôi, những ai đã ở lại bên tôi. Một lúc nào đó khi trưởng thành hơn, tôi sẽ vô cùng cảm ơn những người đã giúp tôi hiểu rõ bản thân mình, hiểu rõ cuộc đời hơn.